Mẹ con là đồng tu. Mẹ con tu hành rất tinh tấn. Hàng ngày thường thì 10 tiếng hoặc nhiều hơn. Mẹ con cũng làm rất nhiều công việc của sư phụ và có thể nghiệm rất tốt với sư phụ. Chẳng hạn, sau khi nhận được đồ gia trì của sư phụ, mẹ con lập tức có một cảm giác rất mạnh và mẹ con cũng có lần thể nghiệm vào một đêm đông, sư phụ đắp mền cho mẹ con và mẹ con cảm thấy rất ấm vân vân. Mẹ con có rất nhiều thể nghiệm, tuy nhiên vài ngày trước khi qua đời, mẹ con chịu rất nhiều đau đớn. Con không biết hiện giờ mẹ con ở đâu. Xin sư phụ xem, bây giờ mẹ con có khỏe không ạ? Bà rất khỏe, tuyệt vời. Tốt, tốt lắm, tuyệt vời, cảm ơn sư phụ. Bà hiện ở trên cõi nói. Dạ, thật tuyệt vời, cảm ơn sư phụ. Tất cả đệ tử tốt đều sẽ lên cõi nói. Đừng lo, con rất biết ơn sư phụ. Nếu quý vị không tốt thì sẽ có một số vấn đề, nhưng đôi khi chúng ta chịu khổ một chút là để tẩy sạch vết nghiệp cuối cùng, để chúng ta có thể đi. Đây là vì định nghiệp của chúng ta không thể thay đổi nhiều lắm. Không sao đâu. Dạ, con cảm thấy rất đau xót cho mẹ con bởi vì bà chịu khổ quá nhiều vào tuần cuối trước khi qua đời. Không phải như vậy, bản thân bà không cảm thấy đau. Quan trọng là mẹ cô đã được giải thoát. Dạ, cảm ơn sư phụ. Bất cứ gì đã xảy ra đều là ảo tưởng thôi.